Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ chơi một cái chế độ chỉ nhặt được một loại súng, đó chính là sniper. Vâng, vào đây thì cứ ốp thoải mái luôn anh em ạ. Thanh niên nào thích nhặt ốp ấy, vào đây đi nhà nào cũng có ốp luôn. Ok. Vâng, chắc là mình sẽ nhảy trường học thôi. Ngoài trường học ra thì chả còn cái chỗ nào để mình nhảy nữa. Tại vì mình cũng không biết là cái chỗ nào nhiều hơn cái chỗ trường học. Vâng, ở đây thì đi giữa map, đi vòng vòng một cái giết một y một mảng người. Thế là được nhiều kill thôi. Chứ còn mà rơi chỗ khác thì mình cảm giác là đi chạy bo nó khá là dài, nên cái thời gian giết người nó ít hơn. Mình rơi xuống mình chỉ thích giết người thôi, chứ còn mà chạy bo thôi thì thôi, chơi chán lắm. Vâng, chạy bo với lại làm ninja để top 1 thì thực sự nó khá là chán. Thà rơi lúc đầu giết nhau cho nó đã tay, lúc sau thì chúng ta làm ninja cũng được. Rồi, có hai bé gì đấy các bạn ơi. Ui dồi ôi, gì mà chạy toán loạn hết cả lên vậy. Hiện tại thì mình chơi chế độ solo chứ không phải là solo squad nha. Rồi SKS. Không xong rồi. Mini thôi, SKS thôi cho nó mệnh. Mini thì cảm giác khá là yếu. Ok, không biết là nó chạy đi đâu rồi. Còn hai con lợn này rơi cùng nhau, sao lại bỏ nhau đi thế kia. Cộng 3 thằng cùng rơi một chỗ. Thế là mỗi thằng một đường. Đây đây đây. Ui dồi ôi. Này đi nhặt M24 này. Ok, M24 là của tao. Ok. Ui dồi, MK14 sai lần luôn. Hay quá. Nếu các bạn chơi chế độ này thì các bạn nên kiếm cho mình một khẩu MK14, tại vì nó có thể sấy được. Tuy là sấy thì nó hơi giật, nhưng ở đây thì chả còn cái khẩu súng nào có thể sấy được, chỉ có mỗi khẩu MK14 này thôi. Ok, hai thằng, còn một thằng nữa thôi. Đâu rồi? À đây rồi. Ui dồi ôi, thấy nhau rồi. Vâng, này thì không cầm mini 4x. Mày ném bom cái gì vậy? Này thì ném bom với chúng tôi này. Vãi xoài. Thằng này cũng chiến thuật phết đấy. Nhưng rất tiếc là MK14 nó không thể tha cho bất cứ ai được. Rồi, kiếm được mấy cái băng kít đạn nữa thì rất tuyệt vời. Khẩu này sấy 20 viên mắc bá nha. Nhưng nó sấy xa thì nó không ngon. Các bạn chỉ cần táp thôi, chứ còn sấy gần thì ok. Sấy xa tâm nó giật cực luôn ấy, không thể ghim được cái tâm, quá giật. Không biết là bên chung cư có người không, nhưng chúng ta cứ qua chết cho kỹ đã. Kiểu gì cũng có người thôi. Đây rồi, nghe tiếng chân rồi. Hình như ở đâu đây gần gần lắm. Để mình check hết tầng 1 xem sao. Cái tai nghe của mình thì nó cũng không rõ lắm anh em ạ, chắc là tầng 2 rồi. Ui dồi, ui dồi, cái đi mệnh. Vãi, thì nhiên ngồi thẩm du ở đấy luôn ạ. Sợ thật. Cạn lời, may mình phản xạ kịp. Không thì gãy rồi. Nó chỉ đợi mình lên và sấy thôi. Hình như là có thằng nào ở phía dưới này. Mình nghe tiếng chân loáng thoáng thôi. Này thì nguy hiểm với chúng tôi này. Nghe tiếng súng chạy qua này. Sợ thật. Ô, thằng này có sai lần này. Hay thế. Tôi thấy hai khẩu súng của chúng ta đều có sai lần. Chất miễn bàn. Ok. Vậy là không biết là đã clear chưa. Để mình lên chích một vòng nữa. Ui ốp này. Có sai đâu. Đây rồi. Vừa nhặt khẩu ốp xong. Đã có hàng để test rồi. Ok, như là bot. Chắc là bot rồi. Ốp này thì bắn nó bá miễn bàn. Chỉ cần thêm một cái 8x nữa thôi. Nó dễ bắn hơn. Mình thì mình thích bắn 8x hơn. Chứ 4x cảm giác nó sao sao ấy. Không chuẩn lắm.
Bình thường cái khu này đông lắm mà sao đi nguyên một vòng chả thấy ai nhở? Chán thế. Đây rồi. Ui rồi ôi, bot à. Dừng lại bot. Nhiều bot quá. Chán ghê. Ui còn nữa này. Này thì bot này. Ui rồi, cái khẩu này nó mệnh phết đấy em ạ. Thực sự nó rất là mệnh. Hello, hello, đua xe không cưng ơi. Đua xe không. Ui rồi ôi, hay thế. Này thì rớt xuống thì cứ xác định thôi. Biết ngay quả đấy bạn phải rớt rồi. Một đốt nhạc. Con lợn này thích đua xe à. Còn bay hay thế. Nhưng rất tiếc là cái lúc của bạn chạm chân xuống đất thì cái nấm mồ của bạn đã mọc lên rồi. Quá đen. Đen thôi, đỏ quên đi. Không biết còn ai không nhở. Ui dồi ôi, đâu ra vậy. Vãi xoài. À đây rồi, mải liên thuyên không để ý. Ok. Làm gì mà căng vậy. Bắn người ta gần chết này còn nhìn nhìn nữa. Thích nhìn không. Rồi không được rồi, xảy lỗi rồi. Quả này không được rồi, chắc là mình phải lôi ốp ra để giã thôi. Hình như là nó chạy. Nó chạy làm cái gì. Không biết máy hay là người đây. Ui dồi, chết kìa. Vãi ốp mệnh vậy. Hình như là không hết shot đấy nhầm ạ. Không hết shot nhưng lại chết. Ảo lòi. Hay là nó không mặc giáp ta. Chắc có lẽ là không mặc giáp rồi. Đây rồi, cán chết bà mày luôn. Ui rồi ôi, tổ lái hay thế. Lay thì tổ lái với chúng tôi này. Ok. Vãi xoài có thằng này nữa. Né xe kinh khủng tởm. Thiếu tí nữa là cán chết bà rồi. Phí hết của giời. Hình như là trong này có người. Chắc vào dã luôn. Bây giờ mình chạy lòng vòng ngoài đường thì không ăn thua anh em ạ. Ok, chắc là tầng 2 rồi. Bây giờ làm sao để công đây. Máu nước full. Sau cái trận này không thấy địch ở xa nhở. Phí khổ ốp ghê. Đây rồi. Toàn thấy ở gần như này. Chán vãi xoài. Toàn phải bắn cái khẩu MK14 này. Ốp thì có 8x rồi nhưng không thấy người ở xa nhiều. Còn những pha công nhà như thế này thì làm sao có highlight bắn ốp được. Đây rồi. Lòi ra đi cưng. Ui. Thế đếch nào lại mình lại snap lỗi nhở. Cạn lời. Ui dồi lại ốp này. Ốp lắm thế.
Không, nhà nào cũng ốp, nhà nhà cầm ốp, người người đều có ốp. Ui sao nhiều thế nãy giờ. Hình như là ở hết bên này rồi. Ôi, nằm kia. Đâu rồi? Ok. Trên này nữa. Ui, trúng rồi, yếu rồi. Ui, xấy lỗi thế. Tiểu tí nữa ăn thêm được một kill rồi. Ok, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay đừng quên like, subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau. Bye bye.